Để đan họa tiết này thì chúng ta sẽ bắt số mũi chia hết cho 4 cộng với 1. Sau đấy cộng thêm 2 mũi rìa nữa. Ở clip này thì mình sẽ cộng thêm 2 mũi rìa. Thì ở đây mình sẽ bắt số mũi là 20 mũi cộng với 1 mũi là 21 mũi. Thêm 2 mũi rìa nữa là 23 mũi. Mình sẽ bắt 23 mũi. Họa tiết này sẽ là họa tiết bao gồm 12 dòng. Dòng thứ 1, chúng ta đan ca tất cả các mũi. Dòng 2 chúng ta đan P tất cả các mũi. Dòng 3, chúng ta đan ca tất cả các mũi. Dòng 4, P tất cả các mũi. Dòng 5 chúng ta sẽ đan họa tiết như sau.
Các bạn đàn ca mũi đầu tiên. Sau đấy ở mũi tiếp theo, các bạn trượt nó ra khỏi que đàn. Các bạn đếm này, 1, 2, 3, 4. Và ở cái mũi thứ 5 này, mình tuột 4 giây rồi nhá. Các bạn sẽ luồn nó xuống phía dưới để chúng ta đan ca vào cái mũi này. Đây. Chúng ta đan ca vào mũi này. Tiếp đến, chúng ta đan ca 3 mũi. 1 2 3. Mũi tiếp theo, chúng ta lại lặp lại giống mũi lúc nãy. Và chúng ta trượt. 1 2 3 4. Và cái mũi này thì chúng ta sẽ luồn kim vào. Sau đấy đan ca. Thì nó sẽ nổi lên thế này các bạn nhé. Nó đã nổi dần rồi đấy. Tiếp đến ca 3 mũi. 1 2 3. Mũi tiếp theo, trượt nó ra khỏi que đan. 1 2 3 4. Luồn kim bên phải vào cái que đan này, vào mũi đan này. Sau đấy đan ca. Lại ca 3. Sau đấy đan ca vào cái mũi này. Mình đã có được nó rồi thì mình đã đếm được số mũi lúc nãy rồi, thì bây giờ mình chỉ lặp lại cái động tác đấy thôi. Mình đã xác định được cái mũi đấy rồi thì mình chỉ việc luồn nó vào rồi tháo ra thôi. Đấy, đan ca 3. Mũi tiếp theo, 1, 2, 3, 4. Các bạn lại lặp lại. Sau đấy đăng ca mũi cuối cùng. Dòng thứ 6, chúng ta sẽ đan P tất cả các mũi. Dòng 7, 8, 9, 10.
Chúng ta cũng đan như vừa rồi để 7, 8, 9, 10 thì cứ dòng lẻ là chúng ta đan dòng lẻ thì chúng ta đan K tất cả các mũi, còn dòng chẵn thì chúng ta đan P tất cả các mũi. Rồi chúng ta sẽ đan dòng 7. Giờ sang dòng thứ 11, chúng ta sẽ đan như sau. Mũi rìa chúng ta đan K. Sau đây chúng ta đan K hai mũi. Mũi này tiếp tục chúng ta lại lặp lại giống mũi ở phía dưới lúc nãy đấy. Chúng ta sẽ đan bỏ nó ra. 1 2 3 4. Chúng ta sẽ lấy cái mũi này đặt ca. Sau đấy tiếp tục ca 3 mũi. 1 2 3. Lại trượt bỏ mũi đây đi.
còn lại 3 mũi thì chúng ta sẽ đan ca 2 mũi. Và mũi rìa chúng ta cũng đan ca. Dòng thứ 12 chúng ta đan P tất cả các mũi. Và họa tiết này sẽ lặp đi lặp lại 12 dòng đấy. Mình sẽ đan thêm một lần nữa để cho các bạn nhìn cái họa tiết nó rõ hơn nhé.